chủ nhà vào phường 10. Dạ. Đập bóng cái bóng đến cho phường 10 hay không? Không còn. Thì điểm tốt. Điểm cho phường 10 3 không. Em sẽ đẹp mắt. Bóng rất mạnh nhưng đi ra ngoài. Điểm cho chủ nhà 1-3. Điểm 4-1. Rồi đúng rồi. Kết thúc. Bỏ nhỏ rất hay. Điểm cho đội chủ nhà 2-4. Bóng rất lớn. Điểm 3-4 cho đội chủ nhà. Rất tốt. Bao nhiêu? 500 ngàn không? Nhỏ trong thành công 4 đều. Chẳng đánh tốt. Điểm cho đội chủ nhà 5-4. Bóng không qua lưới. Điểm cho đội chủ nhà 6-4. Có kè đó có liền. Bóng rất mạnh nhưng đi ra ngoài. Điểm 6 cho đội phường 10. Một cú đập bóng rất mạnh nhưng không chính xác. Điểm 7-5 cho đội chủ nhà. Chào bóng tốt. Bóng tốt. Điểm 8-5 cho đội chủ nhà. Điểm cho đội phường 10 6 tắt. Chú Vinh chậu rồi. Có giải mà. Cái nhỏ rất tốt. Điểm cho đội chủ nhà 9-6. Điểm 7-9 cho đội phường 10. Bóng ngoài. Bóng đi ra ngoài. Điểm 8-9 cho đội phường 10. Bỏ nhỏ rất thành công. Điểm 18 cho đội chủ nhà.
Chấm bóng tốt. Chấm bóng tốt. Điểm cho đội chủ nhà 11-8. Đánh bóng đi ra ngoài. Điểm cho đội chủ nhà 12-8. Đánh bóng tốt đến cho đội Phương 10-9-12. Ôi da. Bóng ngoài. Bóng ngoài điểm cho nhà 13-9-9. Sân ngắn. Giờ đánh thiếu thành ra đánh bị ngoài. Này chắc chấm. Cỡ 5 tấc. Đội của nhà 14-9. Sân này chắc có 8,5 m. Thiếu. Thiếu 1 m. Thiếu 1 bên 5 tấc. Lên khoảng 1 m luôn hậu. Phát bóng ngoài. Điểm cho đội phần 10-14. Cặp của mà xoay luôn luôn. Em nổi đánh bóng tốt để cho đội chủ nhà 15-10. Còn điểm nữa. Đến cho đội phần 10-11-15. Điểm 12-15. Rồi kết thúc trận đấu, đội chủ nhà giành chiến thắng trước đội phường 10 với tỷ số 10. Xích 2 giữa chủ nhà và phường 10. Đội phường 10 chúng ta phát bóng nè. Bóng ngoài điểm cho đội phần 11-0. Điểm 2-0 cho đội phần 10. Cú bóng chậm lưới. Bóng rất mạnh mạnh đi ngâm ngâm này. Điểm cho đội chủ nhà 1-2. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Ghế này mềm mềm mèo à. Chốt nó còn có. Lớn cực lão lớn. Phát bóng ngoài. Điểm cho đội phần 10 3-1. Bông hỏng điểm cho đội chủ nhà 2-3. Quá cao. Con nhỏ rất tốt. Điểm cho đội phường 10 4-2. Bóng rất mạnh, rất chính xác. Điểm cho đội phường 10 5-2.
mong rất mạnh nhưng không ba lưới đến cho đội chủ nhà 3 năm. Bóng ở tay trắng rất chính xác cho đội chủ nhà 4 năm. Quá quy lực. Bóng bóng bay ra trắng 6-4 cho đội Hùng 10. Bóng rất hiểm nhưng không chính xác. Điểm cho đội chủ nhà 5-6. Ôi da. Bóng không qua lưới để sao đi. Rách lưới luôn à. Đánh bóng tốt đến cho đội phần 10 7-6. Bia nhà tài trợ mà, tài trợ cho mà. Đánh bóng tốt đến cho đội phần 10 8-6. Nhà tài trợ cho tới 10 thùng bia luôn mà. Không biết nên sao nữa. Chắc 532 ba. Tám trở về 2 thùng. Muốn sao lại. Đâu. Bóng nhỏ thành công điểm cho đội phần 10. 9-6. Đèn không? Tốt điểm cho nhà 6-9. Tốt 7-9. Nó sắp 2 đội dung đi vô bánh C, 2 đội sân kè vô bánh B. Bên kia để AB luôn. Sắp từ đầu rồi, chiều hôm qua là biến hết rồi. Bóng tốt điểm cho đội chủ nhà 8-9. Sợ sân kê mạnh quá kìa, chứ lại Juni, UK kìa, đua trong loại nhau luôn. Hai nó rất tốt để 09 với đội phường 10. Bỏ nhỏ thành công để 11-9. Đấy mà biết C gặp D lắm mà D gặp lại C. Bóng tốt để 12-9 cho đội phần 10. Hết bóng không qua lưới đến 10-12. Đập bóng tốt đến 13-10.
xin mua á. Cái chốt bỏ chốt nào ấy. Quên nhanh chứ không tốt để 11, 13 cho đội chủ nhà. Đập bóng tốt. Điểm cho đội phòng 10, 14, 11. Đánh bóng chạm tay trắng quay ra ngoài. Điểm 15, 11 cho đội phòng 10. Quan phạm quay chạy chậm chẳng là lỗi đó. Đấy là mấy cái rồi. Thốt lên. Phát bóng rất mạnh mà đi ra ngoài. Điểm cho đội chủ nhà 12, 15. Rồi kết thúc ván đấu. Đội phương 10 đã giành chiến thắng lại hết. Xin 3. Chủ nhà phương 10. Điểm cho đội chủ nhà 1-0. Chúng ta sẽ đấu 8 điểm cho đội sân. Xếp mà khi nào ở đâu xếp. Một đều cho đội tại đại thì chúng ta có quyền mà. Một đều. Ngược lại 2-1. Quá khéo. Rồi bỏ nhỏ rất tốt. Điểm cho đội phương 10 2-1. Pháp bóng ngoài. Điểm cho đội chủ nhà 2-2. Gì? Một pha bóng không hiểu ý. Điểm cho đội chủ nhà 3-2. Bỏ nhỏ rất tốt, đến cho đội chủ nhà 4-2. Tin tưởng không đỡ. Đó. Bóng ngoài, điểm cho đội phòng 10. 3-4. Bỏ nhỏ rất tốt, đến cho đội phòng 10. 4-4. Bỏ nhỏ rất tốt, đứng cho đội chủ nhà 5-4. Phát bóng hở, điểm 5-2 cho đội chủ nhà. Chờ mưa một bộ sao nóng. Sao nắm giật chiếc rồi sao nắm nữa. Bóng ngoài. Cái sao nắm hết. Sao nắm cho đội quân 10. Thục chút chút thục. Thục chút chút.
Đập bóng tốt. Đúng rồi. Ăn tay à? Không ăn tay mà. Ăn tay chán. Em xóa đều. Cái chát là. Bóng tốt, đứng cho đội hùng ơi. 7-6. Ôi da. Cùng đi ra nè. Bóng tốt, điểm cho đội phần 10. 8-6, chúng ta đổi sang sang. Có bóng không giờ lớn, điểm cho đội chủ nhà. 7-8. Anh bóng ngoài. Điểm 8 đưa cho đội chủ nhà. Bóng đi ra ngoài, điểm cho đội phường 10. 9-8. Chúng tốt, điểm cho đội chủ nhà. 9 đều. Hỏi vợ luôn, cưới anh con khác. 7 lan nó chẳng là. Bóng rắn tốt, điểm 0-9 cho đội chủ nhà. Chân bóng chạm lưới. Đúng rồi, chạm lưới. Điểm 11-9 cho đội chủ nhà. Không ai là không ai 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 không đúng cái đội lắm luôn, anh lội đội đó luôn thì anh chứ gì đâu, nhất chứ sao rồi. Lên thôi, lên cũng gì đó. Chứ gì đâu, nhất chứ sao rồi. Bây giờ chân mà viên tử lọt lọt ra cho lên lượt rồi. Bây giờ sao giờ? Chào mừng tốt. Bóng tốt, điểm 12 cho đội phường 10. Bảy xong, bảy ra. Đập bóng ngoài, điểm cho đội phòng 10, 11, 12. Bỏ bóng tốt. Bỏ nhỏ rất thành công, điểm cho đội chủ nhà, 13, 11. Quá quy lực. Tập bóng tốt, điểm 12-13 cho phần 10. Tập bóng tốt. Bóng tốt. Điểm 13 đều. Khán giả chúng ta giơ tay cái khán giả ơi, cho sung lên. Rất là sung sung. Ta chỉ còn chúng ta chỉ còn 2 điểm nữa chúng ta ơi. Chúng ta nếu mà chúng ta không gắng thì chúng ta sẽ bị chúng ta luôn. Đáp. Tốt quá, quá tốt. Dũng lên. Lưới ai? Đập bóng chạm lưới. Điểm. Điểm 11. 14-13. Anh không
ngờ luôn á. Không ngờ cái đội bóng mang điểm trực tiếp. Điểm 15-13 cho vùng 10. Anh đã đem với nhóc quay điện giờ đội chuẩn bị thi đấu cũng là đội Long Vinh với đội Trong Chát, chúng ta ra thi đấu. Hay quá, 15 đều có 14-15 14-15 tới có lỗi cho xin lần chấm bóng tốt, 15 đều. Đến đây đụng luôn mà không có 16 đụng nổ. Bóng chạm lưới. Rồi, chủ nhà thắng. Chủ nhà thắng 2-1. Chủ nhà thắng 10.